nghẹn lòng khoảnh khắc vợ ôm chặt chồng giành giật với tử thần trước giờ phút sinh ly tử biệt. Câu chuyện cảm động khi người vợ cố níu kéo chồng trước cửa tử khiến ai nấy đều nghẹn lòng. Người con đã đăng tải bức ảnh mẹ mình ôm bố trước giây phút anh ra đi mãi mãi, đính kèm bức ảnh cảm động để dòng trạng thái. Mẹ cứ ôm khư khư bố, dường như muốn giành giật lại bố từ tay tử thần. Mẹ sợ nếu nới lỏng tay một chút thì bố sẽ vụt mất. Một sự giành giật và níu kéo trong vô vọng. Mẹ chỉ hy vọng bố sẽ ra đi trong vòng tay của mẹ, tương tự cái ôm của bố dành cho mẹ vào ngày cưới năm 1982. Đã 41 năm trôi qua, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, nhưng cái ôm đó vẫn còn ngày đêm siết chặt cho đến lúc chia lìa. Tôi nhớ bố từng nói với mẹ tôi rằng, hạnh phúc không phải là thứ gì vĩ đại hay cao siêu, hạnh phúc chỉ đơn giản là mình còn nhau. Chỉ một bức ảnh nhưng đã khiến cho nhiều người phải rưng rưng nước mắt, nhất là những ai đã trải qua nỗi đau mất đi người thân mới thấm thía. Nỗi đau đó chẳng gì có thể diễn tả và chẳng thể phai nhòa theo thời gian. Một số ý kiến từ dân mạng để lại. Bởi vậy, khi con người cận kề với sinh tử mới thấm thía thời khắc còn bên cạnh người thân quan trọng thế nào. Tôi vẫn còn nhớ mẹ gọi cho tôi bảo bố không ổn rồi, đưa bố về nhà. Về đến nhà là bố ra đi. Tết năm nay cũng là cái Tết đầu tiên không có bố, nhà hai mẹ con lại thấy buồn. Rất đồng cảm với nhà bạn vì bố mình cũng vừa ra đi hơn một tháng. Ông đi khá bất ngờ với nhanh nên cả nhà thực sự bàng hoàng. Mỗi lần con gái mình nó nói con nhớ ông mà thực sự mình nghẹn lại vì nhớ bố. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.